Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện với tựa đề Phỏng vấn Chúa. Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc và không biết từ lúc nào tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, tôi đi phỏng vấn Đức Chúa Trời. Mời vào, Chúa nói, vậy là con muốn phỏng vấn ta. Nếu Ngài có thời gian, tôi đáp. Chúa mỉm cười, thời gian của ta là vô tận, nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi? Tôi hỏi, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại? Chúa nghĩ một chút rồi đáp, đó là họ chán và là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc, và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại. Làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống. Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Ngài. Chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi, là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập? Chúa mỉm cười và trả lời, học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu. Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy. Học rằng sẽ không tốt khi so sánh bản thân chúng với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh. Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất. Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng. Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung, để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả, để hiện những xúc cảm của họ. Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc. Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau. Học rằng một người bạn thật sự là người biết mọi thứ về chúng, và dù vì bất kỳ điều gì cũng yêu thích chúng. Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình. Tôi ngồi đó một hồi để tận hưởng sự hiện diện Đức Chúa Trời của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi. Chúa trả lời, bất kỳ lúc nào ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời. Cầu gốc suy gẫm, vậy anh chị em hãy hết sức cẩn trọng về nếp sống của mình. Đừng sống như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Vậy đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 17. Muốn đọc hết lòng.